Hello mọi người nha, nghỉ mấy hôm nay mới lại lên nha mọi người. Mọi ơi, vào xem chia sẻ bài cho em nha mọi người nhá. À, vì em qua chị, à chị vừa hỏi xe rồi, hơn 9 giờ nó qua nha. Hơn 9 giờ nó qua chị, hơn 9 giờ mai chị gửi cho. Các bạn ơi, xem chấm bài cho em nha mọi người, xem có bị ẩn comment không nha. Nay thay hồ đồ đẹp luôn. Chào Phương Quỳnh nha. Này, hôm nay tôi cho các bạn xem này, tôi khui cái kiện này nha, chết thôi à. Nó ra một đống cái loại như thế này, là tin hin như thế này, là toàn 3 cân cho đến 6 cân. Nhưng mà cái này ấy, nó toàn là hàng 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 xuất Mỹ thôi. Toàn là hàng xuất Mỹ rồi, chất sướng là sướng liền luôn. Dã man liền luôn, toàn là hàng xuất Mỹ, mới kính cong luôn. Này, đẹp lắm luôn nha, nhưng mà bé tí xíu thôi. Con thì hiệu display, con thì hiệu rồi hiệu cutter rồi là các kiểu luôn, đa phần là hiệu cutter, chất xướng dã man liền luôn, đẹp lắm. Toàn mấy cân thôi, yêu ấy là yêu liền luôn này. Nó không còn tem đâu các bạn ạ, thế nhưng mà nó rất chi là mới liền luôn, mới dã man liền luôn. Chứ nó cái kiện ra toàn ba size từ 0 cho đến 3 thôi, size từ 0 đến 3 toàn hiệu cutter mới lại ấy thôi. Toàn hàng đẹp thôi, toàn mới cứng thôi. Hàng 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 kiểu như là hàng xuất Mỹ, chất đẹp dã man liền luôn, sò còn sướng cả người luôn đấy. Đây này, đẹp lắm, các bạn đã xem chia sẻ bài cho em đi mọi người ơi, xong rồi em nay đẹp lắm, ai thích bỏ ai thích sai gì thì báo nha, gì cũng có này. Con này sơ đục lỗ là yêu không? Các bạn thích like sai gì trước, em like trước tại vì là nhiều sai em phân loại ra rồi, nhiều sai đó, hay gì cũng có. Hay thích bánh bèo trước like bánh bèo luôn. 10 cân thì cái loại này không có rồi, chỉ mua kia thôi. Cái sắp hàng sale này nè, à, cái sắp hàng xuất Mỹ này này, nó là một dây nó có mấy chục cái nhưng mà chỉ size 0 đến 3 tháng thôi em ơi, chỉ có size 0 đến 3 tháng. Đây này, đó một sắp liền luôn, nhiều dã man liền luôn. Đây này, đẹp không, đẹp dã man liền luôn đấy, tớ nhìn còn mờ còn 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 thấy cưng liền luôn. Thôi lên nha các bạn nha, nay xử váy trước đi, bánh bèo trước đi cho sướng. Chia sẻ lên đi các bạn ơi, chia sẻ bài lên cho em đi mọi người ơi, chia sẻ bài lên đi mọi người, lên con màu đỏ đầu like cho thích này. Các bạn ơi, chia sẻ lên đi, mấy hôm không like phát tôi hết cả tương tác rồi. Quần nào quần cái kiện này nhiều vô biên cương. Nhiều lắm, quần sóc cũng nhiều mà quần bò dài cũng nhiều, cái kiện này cái gì cũng có. Rồi nha, bắt đầu like nha các bạn nha. Xuất sắc này, size cho bé nào mà tầm 9 đến 11 kg nha các bạn nha. 9 đến 11 kg mang vừa, bé nào thích mặc rộng thì cái gì ạ? Bé nào thích mặc rộng thì 8 kg vẫn vừa nha các bạn nha. Xuất sắc luôn này. Ai lấy con này nha, chốt cho em mã mở hàng cực kỳ đẹp luôn, 40.000 mã mở hàng cho em. Không đẹp không lấy tiền nha. Hàng này là lọc hết lỗi rồi, không có lỗi đâu nha các bạn nha. Em lọc lỗi cực kỳ thoáng tay luôn. Các bạn nào mua hàng đuôi của nhà em về các bạn ấy vẫn còn bán được 5 à vẫn còn bán được 10.000 đến 15.000 thì các bạn biết là hàng đuôi nhà em thế nào, và em đọc thoáng tay lắm. Thế nó vứt hết, cái gì mà hơi 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 một tí cái là lém hết. Đây nha. 9 đến 11 kg mang vừa, 40.000 mã mở hàng cho em, không đẹp không lấy tiền nha các bạn nha. Xuất sắc luôn này, bà nào vừa thì lấy đi, đẹp dã man thì luôn nha, mã mở hàng cho em. Rồi con này xinh lắm luôn nha các bà nha. Quần áo quần kiện này nhiều dã man luôn, mới cứng luôn nha các bạn nha. Nhìn này yêu không? Một con body cho em nha.
khoảng tầm 15, 16, 17 kg thì xinh thôi, đẹp lắm luôn. Ơ thế ấn comment nào mà chẳng thấy ai chốt cái con mở hàng này đẹp thế này, hay là các bạn cứ kiêng cái con mở hàng hôm trước cũng thế. Con đấy chỉ 15, 16, 17 kg thì đẹp thôi nhá. Rồi em lên con này này, siêu yêu luôn, mới cứng luôn nha các bạn nha. Con này chất mát mát cho em, body này siêu cung luôn. Con này 8 cân cho em nha, 8 đến 9 đến 10 cân là cùng luôn nha các bạn nha, 8 9 cân 10 cân nha. 8 9 cân cho rộng rãi thoải mái này. Bà nào lấy con này nha, chốt cho em má bánh bèo nha. Má bánh bèo cho em, không đẹp không lấy tiền nha các bạn nha. Má bánh bèo cho em xuất sắc luôn, 60.000 má bánh bèo. Không đẹp cho giả lại em nha, cái hàng này không khác gì như cái hàng ở trong siêu thị đợt trước em bán ấy, nhưng chất nó đẹp lắm. Ê nha, bà nào lấy cái này chốt cho em mã gì nhỉ? Má bánh mèo nha. Không đẹp không lấy tiền. Đào Trần này là chị nào nhỉ? Chị Đào Trần này mua hàng nhà em bao giờ chưa? Mở hàng này của chị Đào Trần này, chẳng biết mua hàng bao giờ chưa? Nó gầy lắm, gầy thì chắc vừa, gầy thì vừa. Đây nha, rồi cái này chốt cho chị Đào Trần này. Chị ơi, chị mua hàng nhà em bao giờ chưa? Chắc chắn lấy hàng giúp em nha. Chứ em không thích sau lại bom bom hàng là chết đấy nha. Nhiều bạn em, chứ không phải là các chị đâu nha. Em ý em đang nói là nhiều người em mua chốt xong nha, xong rồi đến lúc là toàn mất hút thôi. Thế đâm ra em phải nhắc luôn, các bạn nào ai mà chốt hàng là chắc chắn lấy hàng cho em đang chốt. Còn nếu không đã không lấy thì là không chốt nha các bạn nha. Rồi chốt cho chị Đào Trần này. Đây. Ôi trời, dụng quần. Cái áo này nó đẹp bệt vai như thế này nha các bạn nha, xinh cực luôn. Ok, cái này rất là xinh luôn này. Cái này size cho bạn nào tầm 14, 15kg, 16kg. À cái này không, em xin lỗi, không phải 14kg đâu nha. Cái này 15, 16kg mang đẹp cho em nha. Cái quần này nó là quần quần gì, gọi là quần ren. Bên trong nó có một lớp lót rồi nha các bạn nha. 15, 16kg, 17kg mang vừa cái set này cho em. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em mã rêu nha. Má rêu cho em cực kỳ xinh luôn. Con lại nắp ngọc sửa rồi. Má rêu cho em nha, cực kỳ yêu luôn này. 80.000 má rêu cho em. 80.000 má rêu nha chị ơi, rẻ đẹp. 80.000 má rêu. Còn bạn nào thích like xem kẽ cái hàng hàng bé xíu xíu này thì bảo em nha, thì em lên luôn cho. Rồi em lên một con yếm này. Yếm size 100 cho em, 13 14 kg nha các bạn, 13 14 15 kg này. 13, 14, 15kg mang vừa cái yếm này cho em. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má hoa nhí nha. 40.000 má hoa nhí cho em này. 40.000 má hoa nhí, cực kỳ xinh luôn nha. Má hoa nhí. Ồ đẹp cái này không bà nào chốt à? Đẹp cái này không bà nào chốt. Cái này mặc đi đâu chả được. Này các bạn nhìn này. Này các bạn nhìn thấy không? Đấy, xuất sắc luôn nha. Rồi cái má rêu này chốt cho chị Thanh Nguyễn này. Đẹp xuất sắc luôn. Mới tinh. Cho chị Thanh Nguyễn này. Đây của chị Thanh Nguyễn này. À đây để em phải lên xem kẽ của con trai chứ không phải toàn con gái rồi chết. Đây em lên xem kẽ nữa các bạn nha, cả quần luôn này. Cả quần luôn nha. Rồi cái quần này cho bé này, quần này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 14 16 kg nha các bạn nhá. 14 15 16 17 kg đều mang vừa cho em. Bà nào lấy cái quần này em bảo này. Body con gái chị chưa? Cái này nó có một vết bẩn mờ ở đây, về các bạn vò lại cho em nha. Nó rất chi là mờ đấy nha. Đây các bạn nhìn thấy không? Nó mờ tịt luôn nha. 14, 16, 17kg mang vừa cái quần này cho em. 20.000 này, bạn nào lấy cái quần này nha, chốt cho em mã 20 nha. 20.000 mã 20 cho em này. Mã 20. Rồi một cái quần cho con gái này, cực kỳ yêu luôn. Quần ren nha các bạn nha. Quần ren này là size cho bạn nào tầm 14, 15 cân nha. 14, 15kg mang vừa cái quần này cho em này. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má ren cực kỳ đẹp luôn nha. Má ren cho em 30.000 má ren này. Đầm công chúa hôm nay hết rồi chị ơi. Kiện này hết rồi. 10 Rồi. Cái quần này nha, siêu yêu luôn cho các bạn luôn. Cái quần này nó bé xíu xíu luôn ý. Nhưng mà nó là cái vải bò mềm, mặc thích cực luôn. Mặc không khác gì như quần thun đấy các bạn ạ. Quần này bé tí xíu luôn nha. Hàng hiệu của Cutter này. Con này size có 3 tháng thôi nha các bạn nhá.
Tai có 3 tháng mang vừa cái quần này cho em thôi, khoảng độ tầm 5 6 7 cân nha, 5 6 7 cân mang vừa cái quần này cho em này. Cái này là vải bò mềm nha, ai lấy cái này chốt cho em má bò này cực kỳ yêu luôn nha các bạn nha, 30.000 má bò cho em này. 30.000 má bò. 20 của chị Chu Huyền này. 20 của chị Chu Huyền nha, chị ơi có đơn chắc chắn inbox inbox qua cho em nha. Nhiều bạn ấy không inbox là sau em không chốt đơn ở đâu nha. Rồi một cái quần cho con gái này yêu không? Đó, rất là đẹp luôn. Quần này cho bé nào khoảng độ tầm 12-13 kg nha. 12-13 kg mang vừa cái quần này cho em này. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em mã gì nhỉ? Chốt cho em mã xanh nha. 12-13 kg mang vừa mã xanh cho em cực kỳ đẹp luôn nha. 30.000 mã xanh cho em, mới tinh luôn. 30.000 mã xanh nha. M á. Các bạn xem có bị mờ không mọi người ơi? Thấy bạn ấy đang bỏ bao bị mờ này. Đang mờ này. Rồi một cái cho con gái này. Cái này nha. Cái này vải mát nha mọi người nhá. Con này 13 cân nha các bạn nha. 13 kg, 14 kg đều độ đều mang vừa nhá. Bạn nào lấy con 14 kg thì các bạn mặc thành áo cho em, mặc thành áo cuốn cái quần chít đùi là được nha. 13 14 kg mang vừa cho em. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má dây nha, cực kỳ xinh luôn. 40.000 má dây cho em này. 40.000 má dây. Chị ơi cái bộ gel này là 80.000 nha chị nha, nó cả một bộ luôn mà, chứ nó có phải đầu độc cái quần không đâu. Cái này là cả một bộ luôn nha. Cả một bộ luôn nha chị nhá. Đây là cả một bộ luôn cho em. Cái bộ này đẹp mà, bộ này đẹp. Một cái quần cho bé này, cái này size cho bé nào mà tầm 13 cân nha các bạn nhá. 13 cân mang vừa này, bạn nào lấy cái này chốt cho em má đỏ nha. Má đỏ cho em 25.000 má đỏ này. 25.000 má đỏ. Cái này là size cho bé nào mà tầm 14 đến 16 kg là mang vừa. Quần sóc này cho em 30.000, ai lấy cái này chốt cho em má đen nha. 30.000 má đen nha. Yếm bèo á, yếm bèo nào nhỉ? Yếm bèo nào chị ơi, yếm bèo như thế nào? Chị ơi chị có lấy không, chị Thanh Nguyễn ơi? À rồi ok, chị Thanh Nguyễn lấy rồi nhá chị Loan ơi, chị Thanh Nguyễn lấy rồi. Rồi. Rồi em lên tiếp với quần này size to nha, cái này size cho bé nào mà tầm 25 kg nha các bạn nhá. 25 kg mang vừa cái quần này cho em, bạn nào lấy cái này nhá, chốt cho em mã bò nha. 30.000 mã bò cho em này. Hôm nay mọi người chốt chán vậy ta. Toàn đồ đẹp thế này mà không ai vừa à. Từ đó em xíu vứt nó ra đấy nha. Này size cho bạn nào mà tầm 20 cân nha các bạn nhá. 20 cân mang vừa này, bạn nào lấy con này nha, chốt cho em mã xanh nha. Mã xanh cho em này, 30.000 mã xanh nha. Rồi ok chị nhá. Có chị ơi, size 3 cân cho các chị, à size 3 cân cho đến lấy cân nào vừa nhá. Rồi cái này là chốt cho chị Hoa Đào này, 30.000 này. Chị Hoa Đào này. 40 kg á? Không nha bạn ơi, 19 cân em có nha, cái gì em cũng có. Đầm xanh đằng sau này á. Đấy là đầm múa đấy em ơi. Cái này là size cho bạn nào có tầm 16 kg này. 14 16 kg là mang vừa cái đầm này cho em nha, cực kỳ đẹp luôn nha các bạn nhá. Này, xinh cực kỳ luôn, bán 40.000 thôi. Mới tinh 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 luôn nha các bạn. Đây nó đính đính những cái hạt đá nha. Bán 40.000 đây này, bạn nào lấy cái này chốt mã 40 cho em cực kỳ rẻ luôn. 40.000 mã 40. Mã 40 cho em nha. Đây em lên size siêu xinh luôn cho. Em lên siêu xinh liền cho. Mã 40 cho em. Con này những con này nha, em bảo nha, những cái con tí 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 con như thế này toàn à đâu. Cái con này là chị gì hỏi ấy nhỉ, chị gì hỏi, chị có lấy không, Phương Quỳnh có lấy không em ơi? Phương Quỳnh hỏi trước nha, đâm ra để cho Phương Quỳnh tại vì bạn ấy hỏi nha. Rồi cái con này nó là hàng hiệu Cutter này, size cho bé 3-4 cân thôi nha các bạn nhá. 3-4 cân mang vừa, hàng này là hàng xuất Mỹ cho em nha, chất bao đẹp cho mọi người luôn. 3-4 cân mang vừa cái này cho em nha, mới tinh hình tình luôn này, cực kỳ đẹp luôn. 25.000 nha, ai lấy cái này nha, chốt cho em mã sọc nha. 25.000 mã sọc cho em nha. Rồi cái con này là của Phương Quỳnh nha, bạn ấy hỏi trước, đâm ra tớ sẽ để cho bạn ấy trước nha các bạn nha. Cho Phương Quỳnh này.
cái quần này, sọc sọc của chị Nguyễn Huế này, mới tinh luôn, hàng này về mới nhận hàng cho em không đẹp không lấy tiền luôn, bán rẻ thôi, size nhỏ là em bán nhỏ tiền cho các bạn thôi. Chứ các bạn mà đi vào những cái bạn nào bạn em khui cái tép Mỹ, khui cái tép Mỹ những cái con này người ta toàn bán phải là 40-50 nghìn đến 60 nghìn một con, chứ không bao giờ bán 25 nghìn đâu. Em nói thật luôn đấy, người ta bán rất là cao luôn, chẳng qua nó lẫn ở trong cái kiện là em khui ở cái kiện này ra có thì em bán rẻ cho mọi người thôi. Đây nha, con này còn bộ này còn nguyên tem cho em nha, cực kỳ xinh luôn này. Đây nha, đấy là đằng sau, đây đằng trước cho em này, cực kỳ đẹp luôn nha. Cái bộ này là size cho bé nào mà khoảng độ tầm 6 cân 7 cân nha các bạn nha, 6, 7, 8 cân đều mang vừa cái bộ cam này cho em nha. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em má bộ này, cực kỳ xinh luôn cho em nha. Má bộ cho em này, 50 nghìn má bộ, quá rẻ luôn nha các bạn nha, mới cứng luôn, 50 nghìn má bộ cho em nha. Má bộ này. Rồi em lên cái con này nha, chất này chất mát với mọi người nha. Bộ cho chị Nguyễn Huế này. Con này chất mát cho em 14 cân nha các bạn nhá, 14-15 kg mang vừa cái này cho em, chất mát rượi luôn này. Ai lấy cái này chốt cho em má nhí nha. Má nhí cho em này, xinh cực kỳ luôn, 50.000 má nhí nha. 50.000 má nhí này, má bộ cho chị Nguyễn Huế này. Size nhỏ đây em còn đầy luôn. 50.000 quá rẻ luôn. Đây nha, hiệu cutter luôn này, cực kỳ xinh luôn. Cái những cái con này là mặc thấm mồ hôi cho em nha, mặc cực kỳ thoải mái cho bé sơ sinh này. Cái này là size cho bạn nào mà khoảng độ bé nào khoảng độ tầm 4 cân cho đến 6 cân nha các bạn nha. 4 đến 6 ký mang vừa này, 25.000, ai lấy cái này chốt cho em mã 25 nha. 25.000 mã 25 em hết rồi nha chị ơi. Hết cái mối rồi, cả kiện có cái bán rẻ. Cả kiện có cái bán rẻ. Con này 12-14 kg nha, 12-14 kg mang vừa quần này cho em, vải bò mềm nhá các bạn nhá. Bạn nào lấy con này nhá, chốt cho em má bò mềm này, 30.000 má bò mềm cho em nha. 30.000 má bò mềm này, 25 cho chị Nguyễn Huế này. Nguyễn Huế này, má bò mềm này. Rồi con này là mới cứng luôn nha các bạn nha, mới đét luôn. Con này là size cho bé nào mà tầm 12-13 cân nha các bạn nha. 12-13 kg mang vừa cái quần này cho em, 40.000 này, bạn nào lấy con này chốt cho em má theo nha, cực kỳ đẹp luôn, không mới không đẹp không lấy tiền luôn nha. Má theo cho em này. Rồi cho bé 4 cân nha các bạn nha. 4 cân 5 cân nha, 4 đến 5 cân mang vừa 25.000 má gà cho em nha. 4 đến 5 cân mang vừa 25.000 má gà. Nhà ai có con chó không? Em có áo con chó này. Áo cho chó mặc ấy. Nhà nào có mới cứng luôn nha các bạn nha, áo chó này. Áo chó nha, má theo là gì chứ? À má theo cho Hải Lê này. Theo cho Hải Lê nha. 40 này. Gà cho chị Nguyễn Huế này. Áo con chó nha các bạn nha. Áo con chó này, xinh cực kỳ luôn, mới cứng luôn cho em nha. Nhà bà nào lấy không này? rồi ok nha, con này bán 20.000 nha. À con chó nha, bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em má chó này, mới cứng luôn nha các bạn nha, má chó. 3 cân 4 5 cân nha, 3 4 5 cân mang vừa cái này cho em, hiệu cutter cho em này, ai lấy chốt sọc cho em 25.000 má sọc cho em này. 25.000 má sọc này. Một cái chân váy cho em nha, xinh không? Một cái chân váy con này nó là da bóng cho em nha, da bóng màu tím, da bóng cực kỳ đẹp luôn. Xinh ơi xinh luôn. Con chó này mới cứng luôn đấy, hình con chó đấy. Cái này size cho bé nào mà khoảng độ tầm 13 cân nha các bạn nhá. 12-13 cân mang vừa, cái này có quần ở bên trong rồi nha các bạn nhá. 12-13-14 kg mang vừa, ai lấy cái này chốt cho em má tím 30.000 má tím này. Chó 20 của Ngân nha. Cái này của chị Huế này. Cái này mua hàng này về mặc cho con bao thích luôn. Cái hàng xuất rồi này, xuất Mỹ này này. Chó cho Trần Ngân này. Rồi em lên con này nha, con này nó là vải bò mềm, mới cứng luôn nha các bạn nha. Con này mới 99% luôn nha, nó chỉ thiếu mỗi cái tem thôi nha các bạn nha, mới cứng luôn. Con này là size cho bé nào mà khoảng độ tầm 12 kg nha các bạn nhá. 12 kg mang vừa cái này cho em, ai lấy cái này nha, chốt cho em má mới nha, xinh cực kỳ luôn này. 50.000 má mới cho em, mới cứng luôn nha. 50.000 má mới này. Đây nha,
ba bốn ký, năm ký này, ba bốn năm ký mang vừa cho em này. Bạn nào lấy con này chốt má đen cho em 25.000 má đen nha, 25.000 má đen này. Rồi một cái quần sóc cho bé nhá, con này size cho bé 16, 17, 18 ký mang vừa. Ai lấy cái này chốt cho em má bò nha, 30.000 má bò cho em nha, má bò nha. Sao em book qua chị nha, sao mai chị nhớ được không, giờ chị không nhớ đâu. Má bò nha, toàn con gái. Có cái quần này đẹp lắm này. Rồi bò cho Quỳnh nha, bò cho Phương Quỳnh này, đen cho chị Huế này. Bò cho Phương Quỳnh nha. Con này cực kỳ xinh luôn nha các bạn. Nhìn này, cái quần của cái mông của nó là bèo nhá. Đằng trước hai cái túi hai bên của nó đều bèo, rất là đẹp luôn. Cái này là size cho bé nào khoảng tầm 12, 13, 14 kg. 12 thì rộng nha các bạn, cái này là 13, 14 kg. 13, 14 kg mang vừa cái này cho em nha, 40.000 này. Bạn nào lấy cái quần này nha, chốt cho em má bèo nha, 40.000 má bèo mới tinh luôn nha. Mới tinh luôn. Phương Quỳnh này, má bèo nha. Rồi, nguyên tem cho em này, xinh cực luôn. 8 cân đổ lại nha các bạn nha, 8 cân đổ xuống mang vừa cái này cho em, cực kỳ đẹp luôn. 30.000, ai lấy cái này chốt cho em má tem nha, 30.000 má tem cho em này, má bèo nha. Bèo cho Hanna Võ này. Hôm nay vào chốt thêm đi, xong mai chị gửi hàng cho. Chị tưởng mày đi đâu mất cơ, chết thôi, chuyển khoản rồi mà để đến nửa tháng trời, nhắn tin cũng không thấy trả lời, bao nhiêu ngày không thấy trả lời liền. Bảo không hiểu làm kiểu gì, còn phải đăng lên Facebook để tìm. Bảo không hiểu bà này bà đi đâu mất hay là bà lại quên, phải hỏi, chết rồi mất tích. À, lại quên mất tên là cái gì rồi nhỉ? Hanna Võ này, quá đẹp luôn. Rồi má tem này, tem nha. Rồi ok chị nhắc lại em một xíu này, bèo bèo cho chị Thanh Nguyễn này. Rồi chị à, cái con à, tem này cho chị Hoàng Hà. Chị Hoàng Hà, chị biết con này bao nhiêu tiền không? 300 này, 330 này, 6 70 đi, 73 21 này, 201 này, 500 mấy con này luôn này, 500 mấy tiền Việt Nam không con này luôn. Đây cho chị Hoàng Hà nha. Bán có 30.000. 500 mấy tiền Việt Nam bán 30.000. Chua. Bây giờ chị phải đi tìm mày đấy. Rồi một cái quần cho con này, cái quần này size cho bé làm một tầm 16 17 ký nha, 16 17 ký mang vừa. Quần này cho em 30.000 này, bạn nào lấy cái quần này nhá, chốt cho em mã họa tiết. Mã họa tiết cho em này. Kiện này đẹp lắm, trời ạ. Các bà nào là thích này, đây hoa mèo hoa sói này. Xinh không? Con này size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 16 kg nha các bạn nha. 14 16 kg mang vừa cái này cho em 50.000. Ai lấy cái này chốt cho em mã dừa nha, xuất sắc luôn. Mã dừa cho em này. Hôm nay cái size để em ế sao ấy. Mã dừa nha. Rồi ok, sau mai tớ sau bạn cứ nhắc, nhắn tin qua bạn nhắc cho tớ là được. Nhắn tin qua nhắc cho tớ là được nha. Cái này nha, xinh lắm luôn này, xinh không? Đó, cái này đơn giản nhẹ nhàng nhưng nó thấm mồ hôi nha các bạn nha. Em chưa, em thấy chị ít quá, em chưa gối. Cái này size cho bé 3, 4, 5 cân nha, 3, 4, 5 cân mang vừa cái này cho em, 25.000 má trắng cho em này, 25.000 má trắng. Không phải đấy, em đọc nhầm đấy chứ không phải có chị đâu. Cái này là Hồng Kông nhưng đẹp lắm em ơi, không phải lo. Có này là này, hàng xuất Mỹ tiếp này các bạn này. Con này size cho bạn nào mà tầm 4 cân cho đến 7 cân mang vừa nha, 4 đến 7 ký mang vừa, 25.000 má hồng cho em nha, hàng xuất Mỹ nha các bạn nha, má hồng cho em. Nguyễn Huế trắng này. Đấy, thật quá, con này xinh lắm luôn này, bà nào không lấy con này hơi phí. Ôi thế này hôm nay tôi bị làm sao, tôi còn bị ế váy nữa nha. Mà hôm thì những cái con bánh bèo các kiểu da điểu như thế này chết thôi, chốt liên lịa liệu bóng này thật ế thôi mà bán rõ là rẻ. Những cái con này người người khác mà bán đắt lắm luôn nha, chứ không phải rẻ như này đâu, chết rồi. Má bèo chị có được đâu, má bèo chị không được nha chị ơi, má bèo không phải của chị đâu, má bèo là của người khác nha. Bèo chị tận cuối cùng luôn, má bèo là của bạn Han Kha Võ này, xong bạn Trần Ngân, xong đến Hải Lê nha. Xong chị là người cuối cùng luôn, chị là người cuối cùng. Rồi ok, mai em gửi cho, con này xinh lắm luôn này. Đây nha các bạn nha, nhìn là đẹp không? Con này quá xuất sắc luôn nha. Con này size cho bé nào mà tầm 13 cân nha các bạn nha, 13 kg mang vừa cái này cho em. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em mã xinh nha.
tâm giữa à? Bà nào lấy con này chốt cho em, má xinh không mới không đẹp không lấy tiền luôn nha. Đằng sau của nó này, má xinh cho em, xuất sắc luôn nha, 60.000 má xinh cho em. Đây này các bạn nhìn không đẹp không? Con này đẹp lắm luôn đấy, má xinh cho em. Rồi má xinh này cho Hanna Võ này, Han Cam. Bạn này nhanh lắm, bạn này rất là nhanh luôn. Tớ vừa dứt mồm xong phát bạn ấy đã lên rồi. Rồi. Hết 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 má xinh rồi nha các bạn nha. Rồi quần cho bé trai, con này mới di chưa có mặc nha các bạn nha. Con này là mới tinh chưa có mặc luôn này, mới tinh luôn nha các bạn nha. Con này size cho bé nào mà tầm 14 cân, 14 rộng, con này phải 15, 16, 17 cân nha. 15, 16, 17 kg mang vừa con này cho em. Ai lấy con này nha, chốt cho em má mới nha, xuất sắc luôn này. Má mới cho em 40.000 má mới chưa có mặc luôn nha các bạn nha. Má mới chưa mặc. Một cái quần lớn cho size lớn cho bé gái nha, size lớn cho bé gái này. Con này size cho bé nào mà khoảng độ tầm con này là có tông nơ ở bên trong nha, em đâu thì zip đến đấy cho em nha. 30 cân nha các bạn nha. Cái này size cho bé 30 35 kg mang vừa 30.000. Ai lấy cái này chốt cho em má sóc nha. Má sóc cho em, má mới cho chị Hoàng Hà này. Tú Linh sau rồi. Cái này là dây váy váy gì nhỉ? Maxi dây buộc sau cổ nha. Maxi dây buộc sau cổ size cho bé 13 kg, 13 kg mang vừa cho em vải mát nha. Ai lấy cái này nha, chốt cho em má dây này, má dây cho em 40.000 má dây. 40.000 má dây nha. Rồi sóc này cho thóc này. Sóc này cho thóc nha, 30.000 này. Rồi tiếp này em đây, cái quần này đẹp lắm luôn, mới cứng luôn nha các bạn nha. Quần này size cho bé 14 15 kg, 16 kg này. 14 15 16 kg mang vừa cái quần này cho em cực kỳ mới luôn này. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má kẻ nha. Chốt cho em má kẻ này. Mới tinh luôn nha, má kẻ cho em 40.000 má kẻ này. Rồi tiếp sơ sinh này. Cái này size cho bé nào mà còn độ tầm 3 cân cho đến 5 cân mang vừa nha. Ai lấy con này nha, chốt cho em má đỏ, 25.000 má đỏ cho em. 25.000 má đỏ này. Quần trắng nha, quần này quần không phải màu trắng mà màu kem nha các bạn nhá. Quần này size cho bé 13 cân, 14 cân nha. 13, 14 kg mang vừa. Ai lấy cái này chốt cho em má kem, 30.000 má kem cho em nha. Body hình ngôi sao bánh bèo đấy, đầu like không biết bà nào bà ấy chốt rồi. Bà đấy chốt được có hai cái thôi, nếu mà không đủ đơn thì mai chị rửa nhường sang cho em cho. Không biết bà đấy là bà gì quên xứ tên rồi. Bà nào lấy cái này nhá, chốt cho em má kem cực kỳ đẹp luôn. Cái này là màu kem hoặc là màu trắng luôn nha các bạn nhá. 13 14 kg mang vừa 30.000 má kem cho em. Ô, cái này xinh thế này không ai chốt à? Đẹp cái này không phải là chốt. Má kem cho em nha. Quần này đẹp không? Vải mềm bà ơi. Nè, mềm nhũn luôn, mềm nhưng mà còn thun ấy, vải mềm mặc nhưng mà còn thun đây nha. Tiếp lên một con này xinh lắm luôn này, con này size cho bé 12 13 kg rồi này. Con này yêu quá này, 12 13 kg mang vừa con này. Ai lấy cái này chốt cho em má xe nha, má xe cho em xinh cực kỳ luôn, má xe cho em 40.000 má xe này, má xe nha. Con này size cho bé 14 15 kg nha. 14 15 kg mang vừa cái váy họa tiết này nha. Bạn nào lấy cái này ra chốt cho em má họa tiết này, 40.000 má họa tiết cho em nha. 40.000 má họa tiết. Đến đâu rồi nhỉ? Má kem cho thóc này. Kem cho thóc nha. Cái này con nhà thóc vừa này, cái vải đó cũng là vải mềm đây này, nó là vải thô mềm này. Con nhà bà vừa này 12 với 3 cân thì lấy con này này vừa. Rồi một cái áo bánh bèo cho con nha. Cái này size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 14 cân nha, 14 đến 16 kg mang vừa cái này cho em cực kỳ đẹp luôn này. 40.000, ai lấy cái này chốt cho em má trắng nha. 40.000 má trắng cho em. 3 cân nha, 3 4 cân mang vừa. Ai lấy cái này chốt mã gấu cho em, 25.000 mã gấu này. 3 4 cân mang vừa, 25.000 mã gấu. 3 4 cân mang vừa cái này cho em mã chó, 25.000 mã chó. Con này có tông đơ ở bên trong, con này hàng xuất nha các bạn nha, hàng xuất Mỹ này, có tông đơ bên trong, em đâu thì zip đến đấy cho em. Quần này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 14 kg, 15 kg là mang vừa nha. 14 15 kg mang vừa này, ai lấy cái này nha, chốt cho em mã rách nha. Quần này nó làm kiểu như này các bạn nhé. Má rách cho em 30.000 má rách này.
Mọi người ai xem có bị ẩn comment không? Mọi người chấm bài lên đi, sao tự dưng em thấy dùng hình hết rồi này. Con này hiệu cutter này, size cho bé 3-4 kg, mang vừa, ai lấy chốt cho em má sọc nha. Má sọc cho em 25.000 má sọc này. Kẻ caro á, lúc bà xem mà thấy tôi chụp ảnh có kẻ caro không, biết cả nhớ luôn thế. Má rách của chị Hoàng Hà nha, không nhớ đâu. Con màu trắng này, con màu trắng này size lớn nha các bạn nhá. Con này size cho bạn nào mà khoảng độ tầm size 18-22 kg nha các bạn nhá. 18-22 kg mang vừa con này cho em nha. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má lơ nha. Má lơ cho em cực kỳ xinh luôn này. Má lơ nha, 60.000 má lơ cho em. Quá đẹp luôn nha. 60.000 má lơ. Con này 14 cân nha, xinh nhờ. 13-15 kg mang vừa con này, má theo cho em này. Quá yêu luôn, 30.000 má theo cho em. Má theo nha, cái gì cũng có hết nha các bạn nha. Cứ đợi xem từ từ có hết. Cái gì cũng có. Cái body này, body cánh tiên nha. Con này 8 cân nha, 7-8 kg mang vừa con này. Nhưng con này em bảo nó hơi bẩn tí ở cổ nha các bạn nhá. Về vò lại cho em này, 20.000 nha, bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em má nhí nha. 20.000 má nhí cho em nha. Rồi má theo chị Thanh Nguyễn này, 30.000 này. Em lên xem cái áo ấy nha các bạn nha. Ừ, thật quá không có chỗ đặt để ngồi nữa. Tùy từng cái nha bạn ơi, làm gì có giá đâu. Cái này tớ bán tùy từng cái nha bạn nha. Ồ, cái chân váy con sâu này. Chân váy sâu nha. Con này size cho bé nào khoảng độ tầm 16, 17, 18 kg nha. 16, 17, 18, 20 kg đều vừa. Cái này nó co, cái cặp này nó co giãn nha các bạn nha. Ai lấy cái này chốt cho em má sâu nha. 30.000 má sâu cho em này. 30.000 má sâu. Con này size 16 kg này, 16 17 kg mang vừa con này cho em. Ai lấy con này nha, chốt má đỏ cho em. 30.000 má đỏ nha. 30.000 má đỏ. Quần bò mềm cho con nha, vải bò mềm 14 15 kg mang vừa má số 8 cho em nha. Má số 8, 30.000 má số 8 ạ. Má số 8 ạ. Một cái chân váy ạ. Một cái chân váy cho bé 13-14 kg mang vừa cái chân váy này cho em nha. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má bò nha. 30.000 má bò cho em. Má bò này, má đỏ cho chị Thanh Nguyễn này. Một cái áo còn tem nha. Còn nguyên tem này, con này size 14-16 kg, 14-15 cân cho rộng rãi. 6 cân vẫn vừa nhưng mà lấy 14-15 cân cho rộng rãi nha, nguyên tem nha. 14-15 kg mang vừa cái này cho em, ai lấy cái này chốt cho em má tem nha. 30.000 má tem đây này, rẻ đẹp. 30.000 má tem cho em. Cái này đằng sau mông nó theo hai con khỉ này, đằng trước theo, cái này là theo cho các bạn nha, hình theo đấy ạ. Cái này size cho bé là 15 cân nha các bạn nha. 15-16 kg mang vừa cho em. 30.000 má bò cho em. 30.000 má bò này, tem, tem cho chị Hoàng Hà nha, Thanh Nguyễn sau rồi. Rồi một cái short cho con gái này. Cái này size cho bé nào mà tầm 13 cân mang vừa nha, 13-14 cân mang vừa, ai lấy chốt cho em má rách này. 30.000 má rách cho em nha, má rách. Đây rồi này. Một cái ba lỗ cho con này, 8 cân nha các bạn nha. Hàng xuất cho em nha các bạn nha, cái này là hàng xuất mới cứng luôn. Chất bao đẹp luôn. 8-9 cân đổ xuống là mang vừa cái này cho em. Ai lấy cái này chốt cho em má chó. 30.000 má chó cho em này. 30.000 má chó. Một cái áo rơi nha, cánh rơi nha các bạn nha. Còn nguyên tem, cánh rơi còn nguyên tem này, xinh cực luôn. Con này hơn 300.000 tiền Việt Nam ấy nha các bạn nha. Hơn 300.000 tiền Việt Nam này, con này xinh lắm này. Cái này size cho bạn nào, size 100 mốt nha, 18 cân đổ xuống mang vừa con này cho em, ai lấy cái này nha, chốt cho em má má thỏ này, má thỏ cho em cực kỳ đẹp luôn, 40.000 má thỏ nha, 40.000 má thỏ.
Hôm nay mọi người chốt yếu vậy. Chốt yếu vậy, mọi người chắc lại định để em để bao giờ em đến bao giờ em sell thì chết đấy nha, em không có sell đâu. Má rách của Hương cong nha. Tùy từng hứng hôm nào em thích thì em sell thôi. Rồi, rách của Hương cong này. 30.000 này. Tem của thỏ thỏ của Phương Quỳnh nha, thỏ của Phương Quỳnh này. Rồi một cái quần bò cho con này, cái này size cho bé 14 16 kg là mang vừa nha các bạn nha, mới cứng luôn. Vải bò mềm 14 16 kg mang vừa 30.000, ai lấy cái này chốt cho em má bò nha. Má bò này. Con này size cho bạn nào là khoảng độ tầm 18 kg đổ lại nha các bạn nhé. 18 kg đổ xuống mang vừa quần này cho em, ai lấy cái này chốt cho em mã 110 nha. Em có gõ đúng đâu. Tem này. Sách của bạn Hương Công này, thỏ của Phương Quỳnh này, thỏ của Thanh Nguyễn này, bạn này bạn bạn gì Tiên Tiên này làm gì đã có đâu nhỉ? Hay bạn này ẩn mãi nhưng bạn này cách mới đúng không? Ẩn mã rồi, không thấy cái mã rồi bà của bà Tiên gì 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 đấy đâu. Ẩn mã rồi nha. Rồi ok. Bà đấy cái này chốt mã 110 cho em, 30.000 mã 110 này. Cái này size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 6 7 8 kg mang vừa cho em, ai lấy cái này chốt má chó nha. Má chó cho em 30.000 má chó này. Một cái quần vải cho con nha. Một cái quần sóc vải này, cái này size cho bé nào mà tầm 14 16 kg mang vừa cho em nha. 14. 14 10 à không, con này phải hơn đấy các bạn, cái ống này phải hơn. Cái này 16 cân nha các bạn nha, 15 16 cân mang vừa má hồng, cái này con gái nha, má hồng cho em 30.000 má hồng này. Các bạn chấm bài cho em nha. Cái này xinh lắm này nhưng mà cái size này nó là size nhỡ nha các bạn, bánh bèo rất là mới luôn. Mới cứng luôn nha các bạn nha. Nó mới tinh luôn. Con này size cho bạn nào mà tầm 30 25 25 30 cân mang vừa cho em, bánh bèo xinh cực luôn. 25 30 cân mang vừa cái này cho em nha. Cái này 40.000 này, bạn nào lấy con này chốt cho em má đá nha. Đằng trước của nó này nó không toàn hạt đá hết cho em, mới tinh luôn. Má đá cho em 40.000 má đá. Mình tôi like này thích nhặt được đâu, cứ bốc đến đâu thì lên đến đấy, tại vì là tớ xếp ấy, tớ xếp gọn lắm, tớ xếp lẫn lộn xếp gọn cực kỳ luôn. Cái quần này có tông đơ ở bên trong em đâu thì zip đến đấy nha. 16 cân mang vừa này, 15 16 kg mang vừa, hàng của cái cách bếp gì này chứ. 16 kg mang vừa con này cho em, bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má ngố này, 30.000 má ngố cho em nha. Đá này, đá cho Tú Linh này. Đá cho Tú Linh này. Gì nhỉ? Dương Linh ơi, những cái này size con em vừa này, những cái sơ sinh này này, con em vừa chắc cũng là vừa đấy, tại vì em chỉ thấy em hay chốt cái size nhỏ nhỏ này, những cái con này này, toàn hàng xuất đấy, đẹp lắm. Mà đá hết rồi nha, mà gấu gì? Má ngố này là cho bạn Hoàng Hà này, cho chị Hoàng Hà này. Má đá em hết rồi nha. Rồi các bạn nhìn con quần rách này vô. Rách que thua nó làm rách như vậy nha, chứ không phải là cái gì đâu. Không thích thì về các bạn cắt đi, sợ cứng thì các bạn cắt đi thôi. Còn nó thì nó rách như vậy nha, nó làm rách như vậy. Size 100 nốt cho em, 18 kg đổ xuống mang vừa. Cái quần này cho em mới tinh luôn nha. Ai lấy cái này nha, chốt cho em má mới này, cực kỳ đẹp luôn nha. Má mới cho em 40.000 má mới này. Má mới. Mới lên mấy cái ấy nha. Cái này size cho bé nào mà khoảng độ tầm 4 đến 6 đến 7 kg mang vừa nha, 4 đến 7 kg mang vừa này. Ai lấy cái này chốt cho em má sọc đỏ cho em này. Má sọc đỏ 30.000 mới tinh luôn nha. Má sọc đỏ. Má mới. Cái này là má mới à? Má này là má kỹ gì chứ? Má mới à? Má mới của chị Hoàng Hà nha. Ôi em đây cái áo này cực đẹp, còn nguyên tem cho em nha. Nguyên tem cho em này, cái hình con một mắt này xinh lắm này. Con này size 14 15 kg nha. 14 15 kg mang vừa cái này cho em 40.000, ai lấy cái này chốt cho em má tem nha. 40.000 má tem cho em. Còn dần di lính này, 25 cân đổ xuống cho các bạn nha. Size 130 này, 25 cân đổ
đổi xuống mang vừa cái quần này cho em. Ai lấy cái này chốt cho em mã lính nha, 30.000 mã lính cho em. 30.000 mã lính rồi sọc đỏ này chốt cho bạn Tiên nha, Tiên Ruby này. Inbox qua tới nha bạn ơi. Bạn ơi inbox qua tới nhá. Mã tem là gì nhỉ? Mã tem là cái này. Rồi tem này của bạn Nghiến Lép này. Inbox qua cho chị nha em nha, hai có đơn inbox nha. Thế thì cái con này bạn gì kia cũng vừa này. Cái này nó toàn là hàng xuất Mỹ thôi, rất là đẹp, hàng hiệu của Cutter này. Nó chỉ thiếu cái dấu tem thôi, chắc là người ta bỏ hết tem đi rồi hay sao. Chứ nó còn là toàn bộ là chưa có mặc nha các bạn nhá. Đây là size cho bé nào mà tầm 4 đến 6 đến 7 ký mang vừa con này cho em này. Má chó cho em 30.000 má chó mới cứng luôn đấy. Đúng gì? Này xinh không? Đẹp xuất sắc luôn. Lại còn size có 60, size 59 60 này các bạn này. Size 59 60 cho em nha. Con này size cho bạn nào mà tầm 5 6 cân là đổ lại là mang vừa thôi. Nói chung là 4 cân cho đến 6 cân nha các bạn nha. 4 đến 6 ký mang vừa cho em. Vai cánh tiên này, ai lấy cái này nha, chốt cho em mã lá nha. Mã lá cho em cực kỳ yêu luôn này. 30.000 mã lá cho em nha. 30.000 mã lá. Này đẹp chưa? Quần này là size cho bạn nào mà tầm 15 16 ký đổ lại nha các bạn nha. 15 16 ký đổ xuống mang vừa cho em. 40.000 má trắng này. Má trắng cho em này. Ơ chị Ánh Loan ơi, cái này không vừa con nhà chị à? Lúc chiều nay hình như chị hỏi em cái con này đúng không? Không thấy không gọi à. Rồi má lá này cho chị Ngọc Mai. Chị ơi đơn mới inbox qua cho em nha. Chị Ngọc Mai inbox qua cho em nha. Này xinh không? Quá yêu luôn nha các bạn nha, toàn hàng xuất và hàng hiệu của Cutter đấy, toàn hàng xuất rồi, toàn hàng xuất Mỹ nha. Cái con này cũng thế này. Size 0 đến 3 thôi này, con này size cho bạn làm mà tầm 5 6 cân nha các bạn nha. 5 6 7 cân mang, nói chung là cứ 6 cân đổ lại là mang 6 6 7 cân. Cái này nó áo ba lỗ đâm ra nó rộng cái lách này, đâm ra thoải mái 7 cân đổ xuống nha. 7 cân đổ xuống mang vừa con này cho em, nói chung là cứ 4 đến 7 cân này. Ai lấy con này nha, chốt cho em má bi nha. Quá yêu luôn, 40.000 má bi cho em. Má bi trắng cho bạn Chu Huyền này. Bạn nào có đơn tự động inbox nha. Em có size lớn thì em chưa like size lớn đấy. Size lớn thì em tập để cuối like. Cái này size cho bé 20 cân nha, 18 20 cân mang vừa cho em nha. Ai lấy cái này nha, chốt cho em mã gen nha, 30.000 mã gen cho em. 30.000 mã gen này, mã bi cho chị Ngọc Mai nha. Bi cho chị Ngọc Mai này. Rồi một cái quần shop cho con này, cái này size cho bạn nào size 100 mớt, 18 19 kg đổ lại là mang vừa con này cho em 40.000. Ai lấy con này chốt mã 40 cho em nha. 40.000 má 40 cho em ạ. À. Má vịt à? Má gen chứ. Má gen cho chị Hoa Đào này. Gen cho chị Hoa Đào nha. Quần này mặc bao mềm cho em nha. Không mềm không lấy tiền luôn. Nó như kiểu vải đũi nha các bạn nha. Mặc rất là mềm luôn. Size 100 mốt cho em này. 18-19 cân nha. 18, 19 cân, 20 cân vẫn vừa này. Ai lấy cái này nha, chốt cho em mã sọc cho em 30.000 mã sọc này. 30.000 mã sọc này. Cái này cho bạn Thùy Dương 40 này. Thùy Dương 40 này. Rồi cái con này size 120 này các bạn. Nó để size 120. Con này 18 cân đến 20 cân thì đẹp các bạn. 18 20 cân nha, xinh cực luôn. Cái dây đằng sau nó bắt chéo em khó cầm, phải đem dương ngược xử nó xuống cho dễ này. Cái dây đằng sau nó bắt chéo nhá các bạn nha, nó bắt chéo đằng sau luôn rất là xinh luôn. Size 18 20 cân là mang vừa con này cho em 40.000 mới cứng luôn nha. Ai lấy cái này chốt cho em mã dây này. 40.000 mã dây cho em nha. Mã dây. Tiếp này, 4 cân đến 6 cân mang vừa cho em nha, hàng xuất tiếp này. 4 đến 6 ký mang vừa cho em 40.000, ai lấy cái này chốt cho em mã hoa nha. 40.000 mã hoa cho em này, mã hoa. Má dây cho chị Nguyễn Yến, dây đâu mất, bắt đâu mất ở đây. Má dây cho chị Nguyễn Yến nha, chị ơi inbox qua cho em nha. Các chị nào có đơn mới là tự động inbox qua cho em nha. Và chắc chắn lấy hàng nha. Rồi má hoa cho Lết này. Nguyễn Lết này.
Con này size 120 này, 22, 23 ký đổ xuống là mang vừa ấy. Quần sọc về cho em nha, vải mát nha. Ai lấy con này chốt cho em mã sọc lại. Mã sọc cho em 30.000 mã sọc nha. 30.000 mã sọc. Con này hiệu HM này. Hiệu HM cho em size 120 nha các bạn nhá. Con này 22 đến 24 ký đổ xuống là mang vừa. Con này nó phong đẩy lên 22 24 ký mang vừa, chất mát rượi hiệu HM nha. Ai lấy cái này chốt cho em mã hiệu nha. 40.000 mã hiệu cho em này. Có nhá chị ơi, 40.000 mã hiệu. Có hết, cái gì cũng có. Này, đẹp không? Cái quần này mới cứng luôn nha các bạn nha. Con này nó có tông đơ ở bên trong, eo đâu thì zip đến đấy cho em nha. Con này nó có hàng xuất cho em này, quá đẹp luôn này. Con này size 6. Con này size cho bé nào mà tầm 22 ký nha các bạn nha. 22 24 ký mang vừa con này cho em. Con này nó là hàng xuất, chất bao đẹp luôn. Ở bên ngoài nó là màu cam sẫm sẫm. Đây là cam đậm như ở trên người em này, chứ nó không phải là nhạt nhạt đâu nha các bạn nha. Nó đậm hơn một tí, ở bên ngoài đậm hơn một tí phải mũi nha. Ai lấy chốt cam cho em 40.000 má cam. Má cam cho em nha, tớ ở Bắc Ninh nha. Con beo chắc sai con chị vừa đấy. Hiệu của chị Cú Linh này. Beo con chị vừa đấy. Rồi, cái con beo nha. Con beo này sai cho bé nào mà khoảng độ tầm 25 cân nha các chị nhá. 25 cân đổ xuống, cái dây này các bạn tháo ra được nhá. Tại vì cái này người ta chắc người ta buộc hút hút vào đấy. Ở như chắc là vòng vai của bé nó rộng ấy, thì nó là người ta buộc hút nó vào về, mình tháo ra theo vòng vai của con nha. 25 26 ký đổ xuống mang vừa cái này cho em. Ai lấy cái này nha, chốt cho em má beo nha. Má beo cho em 40.000 má beo này. Má beo nha. Rồi ok, thế để chị nhá. Vừa không chị ơi? Vừa không? Vừa để nhá. Nếu lấy thì ok cho em. Con này hiệu cutter cho em này. Hiệu cutter cho em size 3 măng cho em nha. Size từ 3 cân cho đến 6. Cho size từ 3 cân cho đến 6, 7, 6 cân nha các bạn nha. 3 đến 6 ký mang vừa cho em, nó là chất xô đục lỗ cho em nha. 30.000 ai lấy cái này chốt cho em má trắng này. Má trắng rồi beo cho chị hoa đào nha. Má trắng cho em. 22 cân nha. Cái này của con gái nha các bạn. Gái con trai không biết. Không biết gái hay trai nữa. Con gái con gái. Cái này con gái nha các bạn, nhưng nó có bèo ở đằng trước này, nó có bèo túi này con gái, vải bò mềm cho em mặc, nhưng mà quần cốt tông ấy. 22 23 ký đổ xuống mang vừa cái này cho em. Không, con này 22 ký thôi. Con này 18 22 ký mang vừa nha. Ai lấy cái này chốt cho em má bò mềm cho em nha. 40.000 má bò mềm. Mới đét chưa có mặc nha các bạn nha. Mới đét chưa có mặc luôn này, size 13 cân đổ xuống nha. 13 cân đổ xuống mang vừa cái này cho em. Ai lấy cái này nha, chốt cho em má má bé nha. Má bé cho em, xinh cực kỳ luôn. Má bé cho em, quá mới luôn. Mới tinh chưa có mặc luôn nha các bạn nhá. Mới tinh chưa mặc luôn. 35.000 má bé cho em ạ. Má bé nha. Con này rất, con này cũng thế luôn này. Mới cực kỳ luôn nha. Cái con này là size cho bé 13 cân đổ xuống mang vừa. Bạn nào lấy cái này chốt cho em mã đỏ nha. 13 cân đổ xuống mang vừa mã đỏ cho em. 35.000 mã đỏ này. Bé cho lết này. Cái nào em có thấy chị dặn cái nào đâu. Em mà chẳng biết chị dặn em lúc nào ấy. Không nhớ đâu. Em không nhớ được đâu. Chẳng biết chị dặn lúc nào luôn. Em không nhớ. Con này có tông đơ ở bên trong nha. Em đâu thì zip đến đấy cho em nha. Con này size cho bé 30 cân nha các bạn nha. Size cho bé này 28 đến 32 ký mang vừa con này cho em. Size 140 này. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em má kem nha. Má kem cho em này. Nó đề size 140 đấy. Nhưng mà cái này em chỉ nghĩ chỉ khoảng tầm 30, 28, 32 cân thì mang đẹp như các bạn nhé. À, lấy cái này chốt cho em má kem. Má kem cho em nha. Ui dồi ôi. Hai con má lố chị chứng minh đây.
Em mà còn chẳng nhìn đấy, còn chẳng nhìn luôn đấy, còn chưa nhìn má kem nha em nha các bạn nha, 30.000 má kem em còn chưa nhìn cả luôn đấy, con đỏ mà nào lấy à. Em còn chưa xem tin nhắn đấy, chưa cả xem hết cái chứng minh, mọi người chứng minh đấy. Cái này là sai cho 100 mốt cho em 18 19 ký đổ xuống mang vừa, cái này cho em 40.000, ai lấy cái này chốt cho em mã rách nha, mã rách cho em. Cái này cho bé gái này, sai 100 mốt cho em 16 17 18 ký mang vừa, nó làm tầng 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 xung xung như thế nhá. Ai lấy cái này nha, chốt cho em mã sọc này, mã sọc cho em 30.000 mã sọc nha. 30.000 mã sọc. Đây thế con này, con là chị có vừa không? 13 cân này. Có vừa con ba lỗ này không thì em để cho. Có vừa không? Phải con này không? Hỏi không? Em cũng nhớ được hết đấy. Rồi, mới tinh luôn này các bạn này. Có tông đơ ở bên trong nha. Em đâu thì zip đến đấy cho em. Con này size, con này hàng hiệu cho em nha. Con này nó hàng hiệu cho em nha, bọc nguyên da với dập hiệu ở trên cái da ở trên này nhá. Con này size 18 19 kg đổ xuống mang vừa, mã hiệu cho em 40.000 mã hiệu cho em nha. 40.000 mã hiệu này, rồi 30 cho chị Hoàng Hà này. Cái này cho bé gái này, con này size cho bé nào mà khoảng độ tầm 13 14 kg mang vừa mã sao cho em nha, 30.000 mã sao này, mã sao cho em. Rồi mã hiệu này, hiệu cho Phương Quỳnh nha, Tú Linh sau này. Rồi một con sơ mi phối thun nha, sơ mi nhưng mà nó phối thun cho em nha các bạn nhá. Con này là size cho bé 14 kg mang vừa, ai lấy cái này chốt cho em mã xe nha, 30.000 mã xe cho em này, 30.000 mã xe. Mấy bạn thấy chốt được một cái bây giờ lại thấy mất hút rồi này chứ, mã xe cho em này. Rồi cái này cho bé gái nhá, 8 cân nha các bạn nhá, 8 cân đổ xuống mang vừa cái này cho em nha, 8 cân đổ xuống mang vừa, con này cũng hàng xuất cho em này, mà nào lấy cái này nhá, chốt cho em má bi đen cho em này, má bi đen cho em 30.000 má bi đen nha, má bi đen ạ. Em váy này, váy này là hàng rớt vai nha mọi người nhá, màu hồng này rớt vai nha. Con này size cho bé nào 18 cân đến 20 cân nha, 18 20 cân mang vừa con này cho em nha, ai lấy cái này nha chốt cho em má hồng nha, má hồng cho em ạ, cực kỳ đẹp luôn, 40.000 má hồng nha, 40.000 má hồng. Bi đen nha, bi đen 30.000 nha, bi đen 30.000 của Hải Lê này. Hải Lê nha. Chị Thùy Dương ơi, có nghĩa này, nếu mà bây giờ chị lấy đích xác 17 cân này em không thể có 17 cân là đích xác đâu, cứ sai 100 mốt là sẽ là 17, 18, 19 ký đổ xuống là mang vừa, thì chắc chắn là con là chị 17 cân là sẽ vừa, thế đâm ra những cái sai mà em thì chị thấy em đọc nhá, cứ 17, 18, 19 cân là con chị sẽ vừa nhá, thì là sẽ tốt, 17 cân là sẽ không 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 có nhá chị nhá, đích xác 17 cân là không có đâu, tại vì sai 100 mốt là nó sẽ có cái form, mà ví dụ như là sai 100 mốt sẽ từ, nó sẽ có cái form ví dụ từ 15 cho đến 18 kg, hoặc là có những cái là form đẩy lên là sẽ từ 18 19 kg đẩy lại đấy, nó sẽ có các form đẩy lên và đẩy xuống, thì cái nào nó như thế nào thì em sẽ đọc như thế luôn nha nhỉ. Rồi con này hiệu Buma cho em này, hiệu Buma cho em mới cứng luôn nha, con này size 101 cho em 18 19 kg nha, hàng hiệu là một hàng hiệu của sport luôn nha các bạn nha, vừa Buma vừa sport luôn cho em mới cứng luôn, size 18 19 kg đổ xuống là mang vừa, con này có dây rút ở đây eo đâu thì rút đến đấy cho em nha, ai lấy con này nha chốt cho em mã mã mèo nha, chốt cho em mã mèo cho em 40.000 mã mèo cho anh em, hiệu sport nha các bạn nha, mã mèo. Rồi một con này nha, con này 12 cân này, 12 cân mang vừa, 12 13 cân nha, 12 13 cân mang vừa mới cứng luôn, 35.000 mã vàng cho em nha, má vàng cho em. Rồi má mèo này, má mèo cho chị Tiên nha, má mèo cho chị Tiên này. Hết mèo nha, hết mèo rồi. Rồi một cái váy cho con này, con này nó đính ba toàn, nó đính nhiều hạt ở trên cổ luôn nha các bạn nhá, xinh không. Con này size 100 mốt 18 kg nha các bạn nha, cái hạt em để gần các bạn, hạt trên hạt dưới luôn.
18 kg đổ xuống, mang vừa con này size 101 này, ai lấy con này nha, chốt cho em mã bèo nha, 40.000 mã bèo cho em này, 40.000 mã bèo nha. Con dần di này, dần di này size cho bé mà tầm 25 cân nha các bạn nha, 25 cân mang vừa cái quần dần di này cho em, ai lấy cái này chốt cho em mã lính nha, 30.000 mã lính cho em này, 30.000 mã lính. 25 đến 28 ký mang vừa cái quần này cho em 40.000, bạn nào lấy cái này chốt cho em mã vàng này, mã vàng nha. Quần này hàng hiệu này, quần này hàng hiệu cho em nha, con này size cho bạn nào mà khoảng tầm 15 16 ký mang vừa nha, 15 16 ký mang vừa cho em, ai lấy cái này chốt cho em mã hiệu nha, 40.000 mã hiệu này, 40.000 mã hiệu. 14 kg đổ xuống mang vừa 30.000 má đen, 14 kg đổ xuống mang vừa 30.000 má đen nha. 6-7 cân em vừa lên ở đây, sao chị không thấy chị chốt? Em vừa lên rồi nhưng có thấy chị chốt đâu? Rồi cái con này nha, xinh hồng hiệu cutter này. Con này size cho bạn nào mà tầm 6 đến 7 kg đổ xuống mang vừa, ai lấy cái này chốt cho em mã khỉ nha, 30.000 mã khỉ cho em này. Mã khỉ này. Một con body còn nguyên tem cho em này. Body còn nguyên tem cho em nha. Con này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 4 cân đến 5 cân mang vừa nha, ai lấy cái này chốt cho em mã body nha. Mã body 25.000 mã body này. Khỉ, khỉ cho Nguyễn Lết này. Con này nó là chất cốt tông thấm mồ hôi đấy, chất tích cực luôn. Hết khỉ rồi. 6 cân này. 6 cân đổ xuống mang vừa cho em 40.000 mã hoa nha. 6 cân đổ xuống mang vừa 40.000 mã hoa này. Con này là mới tinh luôn nha các bạn nha. Mới tinh luôn, vải mát nha. Con này size cho bạn nào mà tầm 6-7 cân nha, có 6-7-8 ký thôi. Con này 6-7-8 ký đổ xuống là mang vừa con này nha, ai lấy cái này nha, chốt cho em mã đỏ nha, 40.000 mã đỏ cho em này. Váy á, không nha chị ơi, làm gì có váy nào size bé tí thế, chẳng có váy nào size bé thế. Cái này tớ có 2 con mà, cái này tớ có 2 con. Có hai con nha, không có váy size bé tí đấy đâu chị ơi, váy size bé tí đấy chỉ có đi mua hàng lưu thì mới có thôi, chứ nếu hàng si này hiếm lắm, hiếm hết là hiếm luôn đấy. Rồi em lên một con body tiếp này, body nhí tiếp nha các bạn nha, body bánh mèo này. À, con này cũng thế luôn này, cũng hiệu cutter luôn này, con này size cho bạn nào mà tầm 4-5-6 kg nha, 4-5-6 kg mang vừa cái này cho em, ai lấy cái này chốt cho em mã hồng nha, hồng 40 này, hồng 40. Rồi hoa, hoa là khí gì nhỉ? Rồi hoa này cho Ngọc Mai này. Hoa cho Ngọc Mai, một con sơ mi này. Một cái sơ mi cho em nha, sơ mi này size 14 kg nha. 14 kg đổ xuống mang vừa sơ mi này cho em 30.000, bạn nào lấy cái này nha, 14-15 kg vẫn vừa nha. Vào lấy cái này nha. Chốt cho em mã sơ mi, 30.000 mã sơ mi. Tôi bắt đầu tôi lên đấy. Tại vì lười. Con này có tông đơ ở bên trong em đâu thì xích đến đấy cho em này. Con này size cho bé nào mà 20 cân nha các bạn nha. 20 cân đổ xuống là mang vừa cái quần này cho em. Ai lấy cái quần này nha, chốt cho em mã đen, 30.000 mã đen cho em này. Sơ mi cho chị Hoàng Hà này. Sơ mi cho chị Hoàng Hà này. Body này cho chị Ngọc Mai này. Lan Viên Võ sau rồi. Con này hiệu này. Con này hàng hiệu cho em nha. Con này size cho bé nào mà tầm 14 kg nha, 14 cho rộng rãi này. Ờ chào Khánh nha. 14 kg đổ xuống mang vừa con này cho em hiệu nha. Ai lấy cái này chốt cho em mã hiệu nha, 30.000 mã hiệu cho em này. Con lai sang ít quần bò dài đi, quần bò dài nhiều size nhí. Lai sang ít quần bò dài nha các bà nha. Con này hàng hiệu tiếp này. Con này size cho bé nào mà khoảng độ bé trai nha, con này hàng hiệu luôn nha các bạn nha, nó tập cả hiệu ở trên cái da, trên cái quần này luôn này.
Cái này size cho bé nào mà tầm 8 9 cân nha, 8 9 10 cân đổ xuống này, 8 9 cân đi cho rộng rãi. 8 9 10 cân đổ xuống là mang vừa cái này cho em có tông đơ, có tông đơ này chỉ 8 9 cân thôi cho rộng này. 8 9 cân mang vừa nha, ai lấy cái này chốt cho em mã bò nha. Mã bò cho em 40 nghìn mã bò nha. Phần bò dài 40 nghìn nha các bạn nhá. 40 nghìn mã bò này. Con này size cho bé 11 kg nha các bạn nha. 11 12 kg đổ xuống mang vừa cái này cho em 40 nghìn, bạn nào lấy cái này nha. Chốt cho em mã dài nha, chốt cho em mã dài. Mã dài cho em. Ôi chết rồi, cái áo cái da này nó bị chóc rồi em ơi, cái này lấy em 20 nghìn nha Phương nha. Cái da ở đằng đai này không thích thì phải cắt cái này đi nha, lấy 20 nghìn thôi. Phải cắt cái da à, cắt cái thế là chỉ là cái người ta máy lên thôi nhá, về cắt nó đi là được. Lấy 20 nghìn nếu đấy thì ok nha. Phương Quỳnh này. Nếu đấy thì cô ok em nha. Rồi con này hàng hiệu Gucci nha, hàng của Mỹ nha, USA luôn này. Con này hiệu Gucci nha, hàng của Mỹ USA luôn nha, hai cặp luôn. Con này còn hai cặp luôn các bạn ạ. Đẹp cực luôn. Con này size cho bé 10 cân 11 cân nha. 10 11 cân đổ xuống mang vừa con này cho em, bạn nào lấy con này nha, chốt cho em mã hiệu nha, 40 nghìn mã hiệu này, quá rẻ luôn. Mã hiệu cho em nha, mã hiệu. Quần này size cho bé nào mà khoảng độ tầm 22 kg đổ xuống nha. 20 22 kg đổ xuống mang vừa con này cho em, bạn nào lấy cái này chốt cho em mã sock này, 30 nghìn mã sock cho em này, mã hiệu của Phương Quỳnh nha. Hiệu cho Phương Quỳnh này. À Quỳnh Phương chứ. À Phương Quỳnh như cổ hết này. Rồi mã hiệu em hết rồi. Rồi mã hiệu hết rồi nha các bạn nha. Rồi tiếp tục là đẹp không? Xuất sắc luôn nha. Con này size cho bé nào là khoảng độ tầm 14, 16, 14, 15 kg nha các bạn nha. 14 15 kg mang vừa cái quần này cho em, ai lấy cái này chốt cho em mã dài nha, mã dài cho em này, mã dài. Áo hiệu này, áo này size 101 cho em, 18 19 20 cân mang vừa cho em nha, cái này 18 19 cân rồi. 18 19 kg mang vừa cái này cho em, ai lấy cái này chốt cho em mã đỏ, 30 000 mã đỏ này. 30 000 mã đỏ. Con này hiệu Uniqlo nha. Ra ngoài anh ơi, cái con này con nhà em vừa này mà tiếc hay tiếc chẳng ai lấy này, mới cứng luôn này. Thấy vào phát phải ngại ngẫm luôn. Thấy vào xuất hiện trên live cái thì phải ngại ngẫm luôn này. Con này mới cứng luôn này, không ai lấy luôn nha. Mới đét luôn, chỉ thiếu mỗi cái dâu tem thôi này, em có lấy không này. Đẹp lắm, 12 13 ký là mang vừa này, 35 nghìn có lấy thì ok nha. Rồi đỏ này, áo đỏ này cho chị Tú Linh nha. 30 nghìn của Tú Linh. Mèo trắng như bà này là này, mạng 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 của cái bà trang ngoài anh này này chậm hay sao, chẳng thấy nói năng câu gì, con này bất xuống. Con này đọc mã như nhỉ, đã đọc không nhỉ? Con này hiệu Uniqlo size 101 nha các bạn nha. Hiệu Uniqlo size 101, 18 kg nha, 18 kg đổ xuống mang vừa con này cho em nha. Nhưng cái con này em bỏ này nó một tí thì bẩn này, về các bạn giặt nhẹ cái nào đi cho em nha. Đây nha, đấy, về giặt lại cho em nha các bạn nha. Rất hiền xinh luôn này, 25.000 nha. 25.000 ai lấy cái này chốt mã mèo cho em, 25.000 má mèo cho em nha, má mèo. Về giặt cái là sạch thôi, toàn bộ cái áo là trắng muốt hết luôn nha, nó mới cứng luôn đấy, nhưng mà nó bẩn tí thôi. Kiểu vứt, người ta vứt trong kho ấy là bẩn thôi. Rồi một cái quần cho con gái này, yêu không? Trời ơi, nó làm rách dưới nha, rất là xinh luôn, mèo cho Phương Quỳnh này. Con này size cho bé 12, 13 kg đổ xuống nha. 12, 13 kg đổ xuống mang vừa quần này cho em, 40.000 má thỏ cho em này, 40.000 má thỏ này. Rồi cho Phương Quỳnh này. Đến đâu rồi nhỉ? Đây, lốt đếch đâu rồi, lại quên rồi. Size 101, 18 kg này, quần sóc cho bé nha. 18, 19 kg đổ xuống mang vừa quần sóc này cho em nha. Ai lấy cái này nha, chốt cho em má sóc, 30.000 má sóc cho em này, 30.000 má sóc nha.
Quần này mới tinh luôn, quần bò đen nha các bạn nhá. Nó ở đây ở đằng trước này nó làm rách như thế, nó làm kiểu như này, mốt của nó làm hai bên như thế các bạn nhìn thấy không? Đấy, rất là xinh luôn. Con này 14 kg đổ xuống là mang vừa, 40.000 má đen. 40.000 má đen nha. Con này hiệu Adidas này. Con này size 101, 18 19 kg nha, con này không đẩy lên. 18 19 20 cân đổ lại nha. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em mã hiệu này 30.000 má hiệu cho em nha. 30.000 má hiệu. Con này size 14 cân đến 16 kg, form ngang, bé nào béo ngang mặc con này ok cho em nha. 14 16 kg mang vừa, ai lấy con này nha, chốt cho em má trắng này, 30.000 má trắng mới cứng luôn nha, má trắng. Một con sơ mi này, 18 cân đổ xuống nha, con này thôi lấy 16 17 kg cho rộng rãi này. 16 17 kg mang vừa sơ mi này cho em, 30.000 má sơ mi cho em, mới tinh luôn nha. 30.000 má sơ mi. Đấy là cái chân rồi. Quay lại sang cái món yếm đi. Yếm yếm nha các bạn nha. Yếm này size cho bé 15 cân này. 15-16 kg nha các bạn nha. Size 5 này. Size số 5 cho em nha. 15-16 kg đổ xuống mang vừa cái yếm này cho em nha. Bà nào lấy cái này chốt cho em má yếm à. Má yếm cho em 40.000 má yếm. Quá rẻ luôn, chẳng ai bán yếm 40.000, em khẳng định luôn là chẳng ai mở kiện ra mà đỡ, mở đầu kiện mà bán yếm 40.000 đâu. Không ai bán đâu. Đảm bảo cho các bạn là lúc nào phải có giá 50.000 trở lên, không bao giờ có giá 40.000. Rồi em đây có quần đúng le nha các bạn nha. Siêu đẹp luôn. Quần đúng le, quả bò mềm. 14-15 kg nha. 14-15 kg mang vừa quần này cho em, bạn nào lấy cái này chốt cho em mã loe nha, 50.000 mã loe cho em, đẹp cực kỳ luôn, vải bò mềm nha, 50.000 mã loe. Con này size 101, 18 kg, ớt cái bạn gì mà chốt size 17 kg, không thấy chốt nữa chứ. Một cái bạn gì mà vào đầu lại được hai cái, thấy mất hút luôn rồi. Rồi, loe này cho Phương Quỳnh này. Size 101, 18 kg đổ xuống mang vừa cái con này cho em nha. Bạn nào lấy cái này này chốt cho em má hồng nha, 30.000 má hồng cho em, 30.000 má hồng nha. Con cá này em tặng nha các bạn, nó bị rách ở đây rồi, phí luôn luôn. Về cho bé mặc ở nhà cho mát nó mới cứng hơn, nhưng mà chắc là do kiểu như lúc ấy người ta làm rách cái này. Đấy các bạn nhìn không, không cậy ra, không chọc vào thì không nhìn thấy to đâu, nó chỉ bình thường thôi. Đấy rất là đẹp, con cá đính kim sa nha, cái này em tặng cho mới cứng luôn. Con này size 101 cho em, 18 kg đổ xuống là mang vừa, cái này em tặng nha, lấy cái này chốt cá cho em này, chốt cho em má cá nha. Váy nè. Cá tặng cho chị Hoàng Hà này. Cái này size cho bé 101 cho em nha, 18 kg này. 18 kg, 19 kg đổ xuống mang vừa cái này cho em. Bạn nào lấy cái này chốt cho em má tầng nha, 40.000 má tầng cho em, 40.000 má tầng. Có nha bạn ơi. Rồi cá này cho chạy Hoàng Hà nha. Mới tinh luôn nha các bạn nha. Con này size 101 cho em, 16, 15, 16, 17 kg mang vừa con này cho em, 30.000 má đỏ, mới cứng luôn nha các bạn nha, 30.000 má đỏ cho em này, má đỏ. Con này size cho bé nào mà khoảng độ tầm 12 kg đổ xuống này, 12 kg đổ, 12, 13 kg đổ xuống mang vừa con này cho em nha, 12, 13 kg mang vừa, nhưng cái con này nó bị mấy cái chấm mực ở trên áo này rồi nha các bạn nha, về giặt lại nha các bạn nha, cho bé mặc ấy. Đây là các bạn nhìn nó tận dưới gấu nó chấm, nó người ta kiểu như là bị bút nó cái chấm vào mấy lỗ ở đây nha. 30.000 này, bạn nào lấy con này chốt cho em má dây nha, 30.000 má dây cho em này, má dây. Chào Hoàng Thắm nha, thích quần size bao nhiêu? Quần thì có mà bạt ngàn luôn, quần còn nhiều hơn cá áo. Rồi anh em một cái quần bò mới này, cái này size cho bé nào mà khoảng độ tầm 16 cân nha các bạn nha, 15-16 kg mang vừa quần này cho em 40.000. Bạn nào lấy cái này nha, chốt cho em mã dài nha,
Rồi 30 có led này. Mới tinh này. Đó, mới cứng luôn nha các bạn. Cái này là mới lắm. Mới dã man được luôn nha. Kiểu như là mới người ta chỉ có mặc một lần hai lần gì đấy thôi ấy. Thế đông ra là rất nhiều mới luôn. Con này size cho bé 130 nha. 22 đến 25 ký mang vừa con này cho em. Ai lấy cái này chốt cho em mã đỏ nha. 30.000 mã đỏ cho em này. Ôi chị ơi, cái cục hàng của chị to như thế, nặng như thế, hình như hơn 4 cân hay sao ấy. Hơn 4 cân mà lại thu COD. Ví dụ như chị chuyển khoản hết 100% ấy, sẽ rẻ được hơn 20. Thì là cái đơn đấy của chị chỉ khoảng độ mất chỉ khoảng độ tầm 38.000 thôi các bạn ạ. Chỉ hết khoảng độ tầm 38 40.000 gì đấy thôi. Nhưng mà đây là chị thu COD thì đúng ra là sẽ thu, người ta sẽ tính thêm, mà thu COD thì hôm nay của chị là thu 400 đúng không? Thì người ta sẽ tính thêm 15 đến 20.000 thì thu COD nữa. Thế đúng ra là sẽ bị cao hơn, chị chuyển khoản hết 100% cho em là nó sẽ rẻ được hơn 20. Và nào ít, ví dụ đơn 1 cân, 2 cân đổ xuống chuyển khoản hết phí, nó sẽ rẻ được phí, phí không 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 mất thêm 15.000 thì phí thu hộ. Chứ còn nếu mà thu COD phí cao lắm, nếu mà các chị 4 cân nha, 4 5 cân phí cực cao luôn. Sao lại 2 cân rồi? Vân chị là Vân Thị và Vân Thị Mẹt đúng không? Làm gì về 2 cân? Tí em xem lại đơn của chị xem, đơn đấy của chị như 4 cân hay sao ấy. 4 cân thì phải. Chứ nếu mà 2 không biết 4 hay 5 cân gì ấy. Chị ấy bảo là phí cao, nhưng mà bây giờ là phí bên vận chuyển người ta thu chứ em có thu phí đâu. Em không đủ 1.000 tiền phí nào của mọi người luôn, em chỉ thu đúng tiền hàng của mọi người thôi. Ví dụ như đơn hàng của chị này em gọi lên trên hệ thống, là ví dụ của chị là 300.000 chẳng hạn, thì bây giờ là phí bao nhiêu ấy thì là trên hệ thống nào nó sẽ có, hoặc là bên vận chuyển người ta sẽ có cái phí cho mọi người thôi, chứ em thì em không bao giờ em thu cái phí đi của mọi người cả. Thế người ta đi ăn gian đấy thôi, em không phải Shopee đâu. Shopee tốn tiền lắm. Tốn tiền á, rút tiền còn mất tiền cơ. Thì em xem lại đơn cho. Tại vì như em gửi thì em cứ thấy nhá, em cứ thấy là đơn ví dụ như bạn nào mà tầm 1 cân 2 trở xuống ấy thì em sẽ ăn gian cho các chị chỉ còn 1 cân thôi. Thì là bà nào chuyển khoản trước phí chỉ mất 15.600 thôi, thì em sẽ thu của các chị là 15.600 đấy, em sẽ bù cho các chị. Đấy. Còn bà nào mà ví dụ đơn 2 cân, 2 cân 2 chẳng hạn, thì em cũng chỉ tính, thì này em sẽ có trên hệ thống chỉ 2 cân thôi. Thì là cái đơn này các bạn chuyển khoản rồi thì chỉ mất 29.000 thôi. Còn nếu mà các bạn thu COD là 40 mấy nghìn đấy. Đấy là bên vận chuyển người ta thu, chứ em không có thu phí của mọi người đâu. 1.000 em cũng không thu à. Rồi nha, em đây có cái chân váy siêu nhí cho con nha. 11 cân này các bạn này. Size 80 này, 11 cân, con này hàng hiệu nha các bạn nha. 11 cân đổ xuống mang vừa cái chân váy này cho em nha. Bạn nào lấy cái này nha, nó hai tài này nha. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em mã hồng nha. Mã hồng cho em mới cứng luôn nha các bạn nha. 30.000 mã hồng. Chứ đâu có được thu tiền phí của mọi người. Tiền phí ấy, nhiều khi còn phải bù xem cho mọi người ấy. Ví dụ như là những cái chị nào mà các chị chuyển khoản ấy toàn phải bù thôi. Ví dụ như đơn đấy của các chị hết 40.000 mà chuyển khoản hết, em vẫn phải bù 20.000, chỉ thu của chị 30.000 hoặc 20.000 em vẫn phải bù tiền vào. Chứ đâu có được ăn hết đâu của mọi người đâu. Cái này nha, size này là cho bé nào mà tầm 18 19 cân nha. Bạn nào lấy cái này chốt cho em mã đen nha, 30.000 mã đen này. Con này size 101 nha, 15 16 17 ký mang vừa con này cho em. Ai lấy cái này chốt cho em mã số 8 nha, 30.000 mã số 8 cho em này. Mã số 8. Một cái yếm vải cho con nha. Yếm vải này size cho bé 120 nha các bạn nha, 22 ký 18 22 xem lại đó. Như nó hơi nhỏ. 18 ha. Con này không được, con này chỉ size 18 kg thôi. 18 19 kg đổ xuống mang vừa cái yếm này cho em nha, 18 kg thôi này. 18 kg mang vừa nha, bạn nào lấy cái này chốt cho em mã yếm nha. Mã yếm cho em 40.000 mã yếm này. Chị ơi em bốc đến đâu em lên đến đấy nha, tại vì em xếp lần lượt lắm. Ngày nào cũng phải bỏ công ra xếp lần lượt ra. Cái này là size cho bạn nào mà tầm 13 cân đổ xuống mang vừa nha. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em mã tầng này. Mã tầng cho em 25.000 mã tầng này. Rồi mã yếm nha, yếm này mới cứng luôn đấy. Sơ sinh em vẫn còn đầy luôn đấy. Em có like đâu, từ lúc chị ra giờ em có like đâu. Từ lúc chị ra giờ không xem like rồi em có like nữa đâu.
Tí em lại cho. Thôi một cái quần bò cho con này 25 đến 30 cân nha. 25 đến 30 cân mang vừa cái quần bò này cho em nha. Bà nào lấy cái này chốt cho em mã rách này, 40.000 mã rách cho em nha. 40.000 mã rách. Tết cả trần. Ngủ lâu quá tết chân luôn. Thôi em like cho. Nhét hết cá nó vào góc tết rồi. Rồi mã rách cho chị Nguyễn Huế này. Đây cái này đẹp này chị Huế ơi. 8 cân đổ xuống mang vừa này má chó cho em này. 8 cân đổ xuống mang vừa má chó. Mới chị ơi. Ôi quần màu có 40.000 là quá rẻ luôn. Hàng đấy người ta toàn bán 6-70.000, em bán 40.000. Má chó cho em nha. Lại bắt xem sơ sinh. Rồi cái quần này là size cho bé nào tầm 15-16 kg nha. 15 16 kg đổ xuống mang vừa quần này cho em 40.000, bạn nào lấy chốt mã 32 cho em. 40.000 mã 32 này. Con này hàng xuất này, hàng xuất cho em nha, hàng xuất Mỹ luôn này. Con này hàng xuất Mỹ, con này size cho bé nào mà khoảng độ tầm 14 16 kg mang vừa nha, 14 16 kg này. Bạn nào lấy 14 15 kg cho nó rộng các bạn ạ. 14 15 kg mang vừa, ai lấy cái này chốt cho em mã bò nha, 40.000 mã bò cho em. 40.000 mã bò. Rồi cho chị Huế này. Hôm nay em có nhiều con bò size nhỏ này mà chẳng có ai khách nào, hôm nay chẳng có ai cái size 18 kg này nhỉ. 18 kg mang vừa này, 18 19 kg đổ xuống mang vừa cái này cho em nha. Bạn nào lấy cái con này nha, chốt cho em mã bò nha. Mã bò cho em, cái này nó bị bẩn tí với bạn bè, bò nhẹ cái là sạch nha. Má bò cho em 30.000 má bò này. Yếm này. Chào chị Tí Hoàng nha. Con này 14 15 cân nha. 14 15 kg mang vừa con này cho em. Ai lấy con này chốt cho em má gấu nha. Má gấu cho em 40.000 má gấu này. 40.000 má gấu nha. Cái này size cho bé nào tầm 4 5 6 cân nha. 4 5 cân thôi nè. 3 4 5 cân mang vừa này cho em, mà nào lấy chốt cho em mã đen 25.000 mã đen này. Body này size cho bé 3 cân nha, 3 cân 4 cân mang vừa nha, ai lấy chốt body cho em nha. 30.000 mã body nha. Có 25 cân đầy nữa. Cái 25 cân đây này. Con này 22 cân nữa à, 22 đến 24 cân nữa nha. 22 24 kg mang vừa quần này cho em 30.000, mà nào lấy cái này chốt mã 30 cho em. Chốt mã 30 cho em, mã gì? Mã đen là thế gì nhỉ? Body này, body cho chị Vân Thị nha. Đúng rồi, cái này chị chốt rồi. Cái này chị chốt rồi, cái này nó hàng 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 xuất ấy, đâm ra nó vẫn là mới tinh, người ta chưa có dùng ấy, thế đâm ra nó bị trùng mấy cái nó trùng nhau mà. Rồi cái này của chị Vân Thị hết nha. Làm gì có yếm nào cạnh chị con gái đâu. Rồi yếm này size cho bé 14 kg nha các bạn nha, 13 14 kg mang vừa nha. 13 14 kg mang vừa cái này cho em, 15 kg béo đầu gầy gầy 15 kg muốn vừa nha, mã gấu cho em 40.000 mã gấu này. 40.000 mã gấu. Con này size cho bé nào mà tầm 13 cân nha các bạn nha, 12 13 cân này. 12 cân 13 cân mang vừa cái này cho em, mà nào lấy cái này tốt cho em mã kem nha. Mã kem cho em, cái quai này nó hơi bẩn về bò lại cho em nha. Mã kem cho em 30.000 mã kem. Rồi ok cho em xả cho.
Gấu cho chị Nguyễn Nét này. Mái phía trên xem lại đi. Đây em xả của chị đấy ra cho em rốt sang cho. Rồi body của chị Nguyễn Huế này, không có hai cái body mà. Rồi ok em xả ra cho. Gấu của Mận Nguyễn Lết này. Gấu của Nguyễn Lết nha. Rồi một cái body này. Body này size sơ sinh cho con nha các bạn nha, 3 4 cân mang vừa nha. 3 4 cân mang vừa cái này cho em, mà nào lấy cái này chốt khủng long cho em nha, 30.000 má khủng long nha. 30.000 má khủng long cho em này. Không nha chị ơi, hôm nay không có bé bé đâu. Rồi cái này là size cho bé 12 kg này. 12 kg đổ xuống mang vừa cho em mới cứng luôn nha. Bạn nào lấy cái này chốt cho em mã mới nha. 40.000 mã mới cho em này. 40.000 mã mới. Quần này cho con nha, 16 17 cân nha. 15 16 17 kg mang vừa. Quần này cho em nó là kiểu là quần ngố cho các bạn nha. Quần đến mặc quá bắp chân đấy. Bạn nào lấy con này chốt cho em mã xanh nha. 40.000 mã xanh cho em này. 40.000 mã xanh. Một cái yếm nhá. Xinh lắm này. Yếm này có tông đơ bên trong, eo đâu thì zip đến đấy cho em nha. Con này hàng xuất cho em này, hàng Mỹ sao lại toàn chữ tiếng Anh, tiếng ta, tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Anh nha. Con này hàng hiệu của Lazada nha. Con này hàng hiệu của Zaza này, con này size 114 kg. Hàng hiệu của Zaza nha, size 114 kg mang vừa cho em 50.000, mà nào lấy chốt hiệu cho em nha, xinh cực luôn này. 50.000 mã hiệu cho em, hiệu Zaza. Đây này, body này xinh lắm này chị Huế ơi, mới cứng luôn của con trai này. Body này nha, size cho bé nào mà tầm 6 7 8 kg mang vừa cái này cho em mã body cho em nha, xuất sắc luôn, mới cứng luôn nha. 40.000 mã body cho em, vải đuôi mặc rất là mát luôn. Ok. Chị có xem like đi, không nhớ đâu. Chị toàn quên rồi, đầu đầu chán á. Con này hàng hiệu của Happy Barbie nha các bạn nha, size 18 măn này. Hiệu Happy Baby mới 100% luôn, thiếu mỗi dâu tem thôi nha các bạn nha. Con này size cho bé nào mà tầm 13 cân đổ xuống này. 13 cân đổ xuống mang vừa cái này cho em này, bà nào lấy cái này nha, chốt cho em mã than nha. 40.000 mã than này. 40.000 mã than nha. Cái này xinh này. Quần ống rộng cho con nha, quần ống rộng này, 13 cân đổ xuống nha các bạn nha. Cái này các bạn trên mặc cho bé cái áo 2 dây hay là cái ba lỗ rất là xinh luôn. 13 cân đổ xuống mang vừa quần này cho em 30.000, bà nào lấy cái này nha, chốt cho em má hồng nha. Má hồng cho em. Giật quên rồi à. Body này. Body nha các bạn nha, body này là size cho bé làm mà tầm 8 cân nha các bạn nha, 8 9 cân nha. 8 9 cân mang vừa cho em 30.000, bà nào lấy cái này.